Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xử lý tài sản công, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật này có phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, không tạo rào cản nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, hạn chế tiêu cực làm lũng đoạn thị trường. Phạm vi điều chỉnh của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều tập trung vào ba nhóm chính sách: về đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, về trình tự, thủ tục đấu giá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động đấu giá tài sản. Đang chú ý là bổ sung quy định thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua cổng đấu giá tài sản quốc gia và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Nhất trí với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết ban hành luật, một sự ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc quản lý cổng đấu giá tài sản quốc gia như bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản, lưu trữ thông tin phục vụ tra cứu, thanh kiểm tra, kiểm toán bảo đảm việc vận hành thông suốt và hiệu quả của cổng đấu giá tài sản quốc gia ngoài ra cần nghiên cứu bổ sung quy định về thời gian và chế tài thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chúng đấu giá nhằm ngăn chặn tình trạng lũng đoạn gây dối loạn thị trường